Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bảo mưu tên phá nát nhà ca sĩ Việt Nam ở Florida. Anh Đặng Anh Tuấn, cựu thành viên nhóm nhạc F5 cho biết, cả một ngày qua, anh và người thân khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát do bão Milton gây ra. Thực tế, toàn bộ cây cối quanh nhà anh bị đổ do bão Milton. Đây là lần đầu tiên anh và người thân phải dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau thiên tai lớn đến như vậy. Sau cơn lốc xoáy và bão Milton quét qua khu vực sống ở vịnh Tampa, Florida của Mỹ, nhiều ngôi nhà bị tan hoang, tốc mái, ngập trong biển nước. Xe cầu hư hỏng nặng, cây cối bị bật gốc. Cựu thành viên F5 chia sẻ, nhà anh may mắn không chịu cảnh bị bão Milton phá nát, song toàn bộ cây cối trong vườn bị gãy đổ. Các thành viên trong gia đình mình đều an toàn, vượt qua thời khắc nguy hiểm. Cảm ơn những lời cầu nguyện của người thân, bè bạn khắp nơi hướng về, anh Đặng Anh Tuấn chia sẻ. Theo nam ca sĩ, nhiều năm sống ở Florida, song đây là lần đầu tiên anh và gia đình chứng kiến một cơn bão lớn như Milton. Nếu nhìn toàn cảnh, khi có rất nhiều công trình, nhà ở bị bão Milton phá nát, thì những gì còn lại quả là may mắn. Những ngày qua, Đặng Anh Tuấn sống trong nỗi bất an, lo lắng. Nhưng mọi người đều động viên nhau để vượt qua. Trước đó, anh cùng người dân tại đây gấp rút chuẩn bị các biện pháp ứng phó. Mọi người đổ cát vào các bao tải và đặt lên mái nhà, cửa sổ. Gia đình anh cũng mua các lương thực, thực phẩm để tích trữ. Cũng liên quan đến cuộc sống của các ca sĩ, nghệ sĩ người Việt Nam ở Florida, khi bão Milton đổ bộ, thì ca sĩ Dương Trừ Vũ trước đó đã di tản tránh siêu bão Milton. Ca sĩ Dương Trừ Vũ thuê xe công nghệ mang theo vali lớn để sơ tán đến Miami, tránh cơn bão Milton đổ bộ vào Florida. Dương Trừ Vũ cho biết, sau 30 năm đi lại giữa Việt Nam và Mỹ, thường xuyên ở thành phố Orlando nên đã quá quen với bão. Vì vậy, dù truyền thông nói nhiều về siêu bão Milton, sau khi kết thúc show diễn cuối tuần qua, anh vẫn trở về Orlando thăm gia đình. Đến khi giới chức địa phương và truyền thông vận động di tản, anh mới bắt đầu lo lắng và nói gia đình cùng sơ tán. Tuy nhiên, anh trai anh hiện vẫn ở vịnh Tampa, không thể di chuyển khỏi địa phương vì tắc đường nghiêm trọng. Còn chị gái và hai người cháu ở Orlando không chịu rời khỏi nhà vì cho rằng bão không mạnh như dự báo nên anh đành phải đi một mình. Như chia sẻ thì trước khi bão Milton vào một ngày, Dương Trừ Vũ thuê xe công nghệ lái về phía Miami, Nam Florida, tránh càng xa tâm bão càng tốt. Sau vài tiếng lái xe, anh dừng chân ở thành phố West Palm Beach, cách tâm bão khi đổ bộ đất liền dự kiến khoảng 300 km. Một mình đi tránh bão, anh chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống, pin điện thoại cho cả gia đình trong trường hợp bị cắt điện hoặc mất nước. Nam ca sĩ không quá lo lắng vì dự báo cho biết bão Milton khi đến thành phố anh ở có sức gió tầm 100 km/h, nhẹ hơn hẳn ở thành phố Orlando. Ban đầu tôi định đi về phía Bắc, nhưng vì ai cũng đổ về hướng đó dẫn đến tắc đường nghiêm trọng nên mới chuyển hướng về phía Nam và dừng chân ở West Palm Beach. Thành phố này vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Milton nhưng đỡ hơn ở Orlando. Tôi đã chuẩn bị hết đồ dự phòng cho cả gia đình và đang cố gắng thuyết phục chị gái, hai cháu đến tránh bão cùng mình. Tôi vẫn hy vọng chị và các cháu đổi ý vì đây là cơn bão được dự đoán có sức công phá mạnh nhất trong 100 năm qua. Dương Trừ Vũ nói, anh giữ tinh thần tích cực và cầu nguyện cho người thân bình an vượt qua cơn bão thế kỷ. Milton đổ bộ chỉ 13 ngày sau khi Helene tàn phá vùng đông nam nước Mỹ, phá vỡ kỷ lục về khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai cơn bão lớn ở Florida. Helene được cho là đã cướp đi ít nhất 243 sinh mạng, bao gồm 25 ca tử vong ở Florida. Thống đốc Florida Ron DeSantis trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo sáng ngày 10 tháng 10 rằng cơn bão không quá khủng khiếp như dự kiến. Cơn bão rất lớn, nhưng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Cơn bão đã suy yếu trước khi đổ bộ và đợt sóng dần do bão, như đã báo cáo ban đầu, nhìn chung không đáng kể như những gì đã quan sát được đối với bão Helene, ông nói. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Tampa, Jen Caster, đã đưa ra lời cảnh báo với các cử tri. Nếu các vị chọn ở lại, các vị sẽ chết. Bà Caster cho biết, mực nước dâng lên được dự báo là 4,5 m, đủ sâu để nhấn chìm cả một ngôi nhà. Caster kết luận, vì vậy, nếu bạn còn ở trong nhà, thì đó chính là chiếc quan tài sống. Hưởng ứng lời kêu gọi, vài ngày qua, hàng triệu người đang cố gắng di tản khỏi Florida trong những giờ phút yên bình cuối cùng trước khi cơn bão thế kỷ Milton đổ bộ, chuẩn bị phá hủy bờ biển của tiểu bang. Bên cạnh đó, các trường học, doanh nghiệp ở khu vực Vịnh Tampa cũng đều đã đóng cửa. Các nhà khí tượng cho biết cơn bão Milton sẽ tạo ra sức gió lên đến 265 km/h với khả năng tàn phá cả một vùng rộng lớn. Ban đầu, Milton chỉ được xếp vào cơn bão cấp 1,
nhưng nhanh chóng tăng lên cấp 5, thậm chí chạm ngưỡng cao nhất là cấp 6. Nó dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền Florida cuối ngày hôm nay theo giờ địa phương, với cường độ có giảm nhưng vẫn siêu mạnh. May mắn, Florida trụ vững sau bão Milton. Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA Dana Gridwell và Thống đốc Florida cho biết tiểu bang này đã tránh được kịch bản tệ nhất từ cơn bão Milton. Mới đây, Giám đốc FEMA Dana Gridwell cho biết tiểu bang Florida đã tránh được kịch bản tệ nhất mà các cơ quan chức năng đã được cảnh báo phải đối mặt với cơn bão Milton. Phát biểu này được đưa ra sau khi bão Milton đã hạ xuống cấp 1 và thoát ra ngoài đại Tây Dương. Điều chúng tôi biết chắc chắn là chúng tôi đã tránh được kịch bản tệ nhất mà chúng tôi đã lên kế hoạch, bà Gridwell nói với đài CNN. Nhưng thực tế là họ đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất thực sự để đảm bảo rằng họ có thể ứng phó với những tác động mà họ từng trải qua. Và những tác động lớn nhất hiện nay là các trận lốc xoáy đã được ghi nhận trên khắp tiểu bang. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bang Florida sẽ không cần nguồn lực, bà Gridwell cho biết và lưu ý rằng cơ quan của bà cũng đã ứng phó với sự tàn phá do cơn bão Helene gây ra trên khắp miền Đông Nam Mỹ chỉ vài tuần trước, nhưng Florida sẽ không cần mức nguồn lực mà có lẽ chúng tôi có thể cần. Bà Gridwell cũng cho biết bà đã thấy sự suy giảm thông tin sai lệch sau khi cơn bão Milton đổ bộ. Nhìn lại cơn bão Helene, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ các thống đốc và thành viên quốc hội, các nhà lãnh đạo địa phương, những người thực sự giúp đẩy lùi thông tin sai lệch đó, bà Gridwell cho biết. Chúng ta đã thấy một sự sụt giảm, mặc dù vẫn còn một số tiếng nói cố gắng truyền bá những lời dối trá, điều này thật sự đáng tiếc. Trước đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis vào sáng ngày 10 tháng 10, theo giờ địa phương, cũng cho biết khu vực Vịnh Tampa đã tránh được dự báo thảm khốc nhất về triều cường do bão Milton gây ra khi cơn bão di chuyển về phía nam trước khi đổ bộ. Những gì chúng ta có thể nói là cơn bão rất lớn, nhưng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất, ông DeSantis nói. Thống đốc Ron DeSantis cũng cho biết, cảng Tampa đã vượt qua cơn bão gần như không bị tổn hại. Đánh giá ban đầu của chúng tôi là họ có thể sẽ sớm khôi phục hoạt động, ông DeSantis cho biết. Những tác động tức thời quan trọng nhất là tình trạng mất điện, ảnh hưởng đến hơn 3 triệu khách hàng sử dụng điện và lũ lụt do lượng mưa quá lớn trút xuống. Những vùng có lượng mưa lên tới 450mm đã được quan sát thấy ở Pinellas và các quận ven biển Hillsborough, ông DeSantis thông báo. Quận San Petersburg, nơi có lượng mưa 465mm, đã trải qua đợt mưa lớn chỉ một lần trong 1.000 năm. Lũ lụt đã lan sâu hơn vào đất liền so với bình thường xung quanh Tampa và những cơn gió dữ dội đã xé toạc mái che của sân vận động Tropicana. Thống đốc Florida cho biết quận Sarasota chứng kiến mực nước dâng cao tới hơn 3 mét do bão. Theo CNN, ít nhất 3 sân bay nằm trên đường đi của bão Milton sẽ vẫn đóng cửa đối với hành khách, trong khi các viên chức xem xét mức độ thiệt hại mà cơn bão có thể gây ra. Sân bay quốc tế Tampa ngày 10 tháng 10 cho biết các nhân viên đang kiểm tra tình trạng của sân bay và các cơ sở để xác định thời điểm sân bay quốc tế Tampa có thể mở cửa trở lại một cách an toàn. Sân bay quốc tế San Pete Clearwater thông báo tất cả các chuyến bay đều bị hủy trong ngày 10 tháng 10 và chưa công bố kế hoạch về thời điểm các chuyến bay sẽ được nối lại. Và tại sân bay quốc tế Orlando, các đội cứu hộ vẫn túc trực tại chỗ qua đêm và việc đánh giá thiệt hại sẽ bắt đầu diễn ra ngay lập tức và sân bay sẽ thông tin thời điểm nối lại hoạt động thương mại ngay khi có thể. Trong khi đó, cảng Tampa Bay, một tuyến đường huyết mạch quan trọng đối với nguồn cung cấp nhiên liệu ở Florida, dường như chịu thiệt hại tối thiểu do bão Milton. Tình hình cảng dường như ổn, vì vậy chúng tôi có thể đưa nhiên liệu vào và ra khỏi đó, thị trưởng Jen Carter cho biết sau khi quan sát cảng từ trực thăng. Có một trong những thùng chứa nhiên liệu tại cảng bị bung máy và Carter cho biết, nhưng không có thiệt hại nào khác có thể nhìn thấy từ trên không. Thị trưởng Carter bày tỏ sự nhẹ nhõm khi bão Milton đã chuyển hướng về phía nam trước khi đổ bộ, mang theo mưa và gió lớn. Nếu Milton đổ bộ vào phía bắc, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng, bà nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.